Lận lại hả? Trời ơi, giờ nói lận nữa kỳ lắm á. Trời ơi, gì chết rồi, kỹ thuật video vậy chết rồi. Rồi rồi rồi, thôi bây giờ mà nói lợi nè, để quay phim, tại quay phim kỹ thuật video như vậy không được à. Nói lợi nè, hôm nay là kỷ niệm, ngày mai là kỷ niệm 56 năm ngày lễ giỗ của ông nội của Tấn Thành. À, hôm nay là lễ tiên thường, là Tấn Thành mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn đến dự một buổi tiệc nho nhỏ, và mình cũng liên quan đờn ca cho nó vui cửa vui nhà. Thì bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị mình rót đầy ly để mình vô một cái, 1, 2, 3 cho nó đã rồi. Bắt đầu nha. 1, 2. Phan phan, chưa đầy, chưa đầy. Lỡ, lầm lỡ, lầm lỡ, lầm lỡ, chưa đầy. Lỡ, lỡ. 1, 2, 3. Vô. Ừ, công nhận mà bữa nay em mới được nói mi